Xin chào tất cả các bạn, thông báo vô cùng quan trọng. Và ngày hôm trước thì mình cũng đã tạo ra giải đấu ao làng liên quân gờ cơ thủ và cũng đã được rất nhiều bạn hưởng ứng. Bên cạnh đó thì có nhiều bạn chưa kịp tham gia cái giải đấu này, vậy nên là ngày hôm nay thì mình quyết định tạo thêm một giải đấu nữa cho mọi người nhé. Ngày hôm trước đã có rất nhiều bạn dinh về hoàn toàn miễn phí, đó chính là con quạt cảm nhiệt Memo G6 này, giúp điện thoại chúng ta mượt hơn, mát hơn khi mà các bạn chơi game này. Ngoài ra thì tránh tình trạng bị giật, bị lag, bị nóng máy nhá, tránh tình trạng bị tụt FPS. Các bạn nào đang gặp phải cái tình trạng như này, các bạn có thể là tham gia giải đấu để có thể săn cái con quạt cảm nhiệt Memo G6 này nhá. Hôm trước thì có nhiều bạn chưa săn được, vậy nên là mình cũng đã suy nghĩ rồi, quyết định ngày hôm nay mình sẽ tạo đưa đến cho tất cả các bạn thêm một giải đấu ao làng liên quân gờ cơ thủ nữa. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho các bạn tham gia giải đấu ao làng liên quân gờ cơ thủ của mình nhá. Và săn điêu quạt tản nhiệt chơi game với giá 1.000 đồng hoặc là với mức giá rẻ hơn một nửa so với giá hiện tại. Ngay bây giờ các bạn vào ngay TikTok gờ cơ thủ 1207 và sau đó đặt lịch ngay để các bạn nhận thông báo cho giải đấu trưa nay 12 giờ trưa ngày 31 tháng 3 nhá. Lưu ý với mình, ai cũng có thể tham gia được giải đấu này. Già trẻ lớn bé đều tham gia được, người nào cũng có thể tham gia được, rồi mức danh nào cũng có thể tham gia được, vàng, bạc, bạch, kim, kim cương, cao thủ thách đấu đều có thể tham gia được hết nha. Trai gái đều tham gia được, vậy nên các bạn yên tâm cứ tham gia giải đấu đi. Wow. Rồi. Quá đẹp các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn đó chính là bộ trang phục mới nhất dành cho vị tướng mới. Và đây sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt Liên Quân Mobile Việt Nam nha mọi người. Đó chính là vị tướng Chả Lá Lốt, hay còn gọi là Giá Lốt, thì mình gọi là Chả Lá Lốt cho nó quen thuộc cho mọi người. Không thể tin nổi, tướng mới ra mắt là được chuyển giao thêm một cái bộ trang phục các bạn ạ. Như các bạn biết thì trong khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ đón nhận thêm một vị tướng mới, đó sẽ là vị tướng Chả Lá Lốt. Và khi mà vị tướng đấy ra mắt Liên Quân, đấy là vị tướng được chuyển giao sang Liên Quân nhá. Đi kèm với vị tướng chuyển giao thì sẽ là chuyển giao luôn trang phục của vị tướng đấy từ tựa game Vương Giả Vinh Diệu sang Liên Quân. Tướng mới ra mắt lại đi kèm thêm trang phục được chuyển giao thì quá tuyệt vời rồi. Chúng ta sẽ cùng xem qua về ngoại hình và hiệu năng đến từ bộ trang phục mới nhất dành cho vị tướng Chả Lá Lốt nha. Ok. Trước tiên là về khung cảnh, bạn thấy không? Khung cảnh quá đẹp. Như một bãi chiến trường, các bạn thấy rất nhiều những cây kiếm ở đằng xa kia đang cắm xuống mặt nước nha. Đấy, ngoài ra thì khung cảnh kiểu khung cảnh thời xưa đấy, các bạn xem kiểu cái thời kiểu Tam Quốc, những cái gọi là thời chiến ngày xưa ấy, thì khung cảnh đúng như đằng sau kia kìa. Đó, như một cái triều đại các bạn ạ. Chứ không phải là khung cảnh hiện đại đâu, không phải là khung cảnh của thời hiện đại đâu nhá. Đây là khung cảnh của thời xưa rồi. Còn như kiểu bộ trang phục liên quan đến Tết thì sao? Mình nhìn nó ăn mặc rất là sặc sỡ. Chúng ta sẽ cùng test xem. Ok, chúng ta sẽ cùng test xem hiệu năng đến từ bộ trang phục này như thế nào. Chúc mừng Chả Lá Lốt hơn thanh niên nào đó rồi đấy. Thanh niên nào đó ra mắt mấy năm rồi mà không có trang phục, mà Chả Lá Lốt vừa ra mắt một cái, ôi sồi, có hiệu biến về luôn. Thanh niên nào đó nhìn đi, người ta có hiệu biến về nha. Trời ơi, quá đẹp các bạn ạ. Đấy là hiệu biến về. Rồi, để xem hiệu kỹ năng. Đây là những đòn đánh thường này các bạn. Đó, đánh thường đấy. Rồi. Mình muốn review luôn cho mọi người đấy các bạn. Chiêu 1, uầy. Nổi bật nha mọi người. Đó. Nổi bật. Chiêu 1 ở trạng thái bình thường nó là cường hóa. Chiêu 2, đẹp vãi trưởng các bạn ạ. Nice. Đẹp vãi. Này là hơn Phalo rồi. Mình thấy bộ trang phục này nổi bật hơn Phalo khá nhiều đấy các bạn. Các bạn hãy so sánh vị tướng Chả Lá Lốt với Phalo, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh về trang phục. Đây là mình test cho người về hai dạng nhá, dạng bình thường và dạng được cường hóa kỹ năng. Đây là người ta gọi là trạng thái cơ bản và trạng thái được cường hóa. Đấy là bộ kỹ năng của vị tướng Chả Lá Lốt. Đấy, chiêu cuối, ui. Chiêu cuối, các bạn ấy chém, ui, xé đất luôn, tạo ra một ngôi sao nhá. Tạo ra một ngôi sao này, hiệu ứng màu kiểu tím tím các bạn, xanh tím đấy, tím xanh đó. Úi trời ơi, có cả hoa, ảo thật. Đẹp nha.
tướng mới được chuyển ra tướng mới được chuyển giao sang Liên Quân. Ngoài ra tướng mới bê luôn trang phục của tướng mới ở tựa game và vui giảm kinh nghiệm sang Liên Quân, chuyển giao nốt cả trang phục, quá xịn sò. Ok, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sức mạnh của vị tướng mới này ở bản gốc xem sao nhé mọi người nhé. Đây là biến về này, trăng máu nha mọi người, thấy biểu tượng của trăng máu luôn. Rồi Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Gấu Thủ Channel. Lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay thì mình lạc trôi qua tựa game Vương Giả Vinh Diệu để có thể review cho tất cả các bạn sức mạnh của một vị tướng hoàn toàn mới, vị tướng Chả Lá Lốt. Đó. Vị tướng này thì sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt Liên Global Việt Nam. Và hiện tại vị tướng này cũng đã ra mắt ở phiên bản thử nghiệm rồi. Mình thì cũng đã làm 1 cho đến 2 cho đến 3 clip về vị tướng Chả Lá Lốt này ở Liên Quân thử nghiệm rồi nha, các bạn có thể xem. Còn ngày hôm nay tại vì sao lý do gì mình lạc trôi qua tựa game Vương Giả Vinh Diệu để có thể test cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng Chả Lá Lốt chứ không phải là phiên bản Liên Quân. Thật ra thì mình có lý do cả các bạn ạ. Mình muốn tiếp cận cảnh bản gốc của Chả Lá Lốt ở tựa game Vương Giả Vinh Diệu xem là nó như thế nào. Đây là vị tướng được chuyển giao từ tựa game Vương Giả Vinh Diệu sang Liên Quân mà. Bên Liên Quân thì cũng đã ra mắt vị tướng này rồi nhá, nhưng mà ra mắt ở phiên bản thử nghiệm thôi. Còn phiên bản chính thức của chúng ta thì phải chờ đợi trong một khoảng thời gian. Đó, các bạn cũng quan sát qua. Bộ kỹ năng của vị tướng Chả Lá Lốt ở gọi là Vương Giả Vinh Diệu được chuyển giao sang Liên Quân là khi mà Liên Quân tiếp nhận không có sự thay đổi quá nhiều. Mình thấy là không thay đổi đâu, không thay đổi so với bản cũ đâu. Bản gốc của nó như thế nào thì khi mà chúng ta nhận tướng chuyển giao thì sẽ là như vậy luôn nhá, chứ không có sự thay đổi. Khi mà mình dùng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3, kể cả cái giọng nói, kể cả cái ngoại hình của Chả Lá Lốt. Đó. Tên gọi vị tướng này là Xa Lốt, nhưng mà mình thấy các bạn gọi là Chả Lá Lốt khá nhiều. Vậy nên là ngày hôm nay thì mình cũng gọi vị tướng này là Chả Lá Lốt luôn. Cái điểm nổi bật của vị tướng này đó chính là về cái tạo hình nhân vật nha. Là một cô nàng cầm kiếm, học bộ môn múa kiếm. Và vị tướng này là một đối thủ, gọi là đối thủ rất là đáng gờm với Nho Nhen Nino, có nghĩa là Florentino đấy các bạn. Cầm kiếm, múa kiếm và có những cái gọi là có những cái tiếng hét rất là đanh thép. Tiếng hét khi mà vị tướng này chọc kiếm, đâm kiếm rồi sử dụng kỹ năng nha. Nhưng mà được chuyển giao về bên Liên Quân thì rất là tuyệt vời khi mà nó không có bị cắt giảm gì cả. Không bị cắt giảm đến từ ngoại hình, không bị cắt giảm đến từ hiệu ứng và không bị cắt giảm đến từ bộ kỹ năng. Đấy, mình cần phải qua phiên bản gọi là Vương Giả Vinh Diệu để review cho tất cả các bạn. Chắc chắn là các bạn cũng đã xem tướng mới ở Liên Quân rồi đúng không? Tướng mới Chả Lá Lốt này ở bên Liên Quân này. Sau đó mình qua phiên bản Vương Giả Vinh Diệu để cho mọi người xem qua cụ thể bên Liên Quân và bên Vương Giả Vinh Diệu thì hai gọi là hai tướng như thế này nó có sự thay đổi gì không. Nhưng bây giờ tại mình đang test thì không có sự thay đổi nhá. Nói chung là bản gốc như thế nào thì được chuyển giao về bên Liên Quân thì nó sẽ gọi là ôm toàn bộ về chuyển giao. Ui giời, lại có mạng nữa rồi. Bộ kỹ năng của vị tướng này thì mình cũng không còn quá xa lạ nữa đâu, mình sẽ giới thiệu nôm na qua thôi. Ví dụ như là sử dụng chiêu 1 chúng ta sẽ được tăng tốc độ di chuyển rất nhiều nhá. Chiêu 2 chúng ta có thể vượt được địa hình và ngoài ra các bạn cường hóa chiêu 2 các bạn sẽ được hút máu rất nhiều nha. Chiêu 3 có thể hất tung và chém được ra rất nhiều phát chém, có thể là chém được 7 nhát chém cho mọi người. Và gọi là hất tung được tướng địch. Đấy là về bộ kỹ năng giới thiệu xương xương qua như vậy. Bộ kỹ năng vị tướng này thì hồi được rất nhanh nha mọi người. Các bạn quan sát qua có mấy giây là mình hồi rồi. Và hiện tại mình cũng đã vét được 7 mạng rồi nhá. Nói chung là sử dụng chiêu gọi là rất nhanh, có 3-4 giây là hồi chiêu thôi, kể cả chiêu cuối có 8 giây hồi thôi, nhanh cực kỳ. Và nó sẽ có hai bộ kỹ năng. Kỹ năng bình thường được gọi là kỹ năng cơ bản, và kỹ năng thứ hai đó chính là kỹ năng cường hóa nha. Nó phụ thuộc vào màu sắc đấy các bạn. Đây, đây là kỹ năng cơ bản nhá. Đó. Còn kỹ năng cường hóa sẽ được chuyển sang một màu nữa, đó chính là một màu xanh lá cây. Theo như mình cảm nhận ấy, vị tướng Chả Lá Lốt này là một vị tướng hiện tại cũng rất mạnh, nhưng mà ở tựa game Vương Giả Vinh Diệu ít khi bắt gặp quá. Thấy ít người chơi Chả Lá Lốt qua các bạn ạ. Không biết là vì lý do gì anh em nào có chơi tựa game Vương Giả Vinh Diệu thường xuyên hay không thì các bạn có thể trình bày bên dưới về cái điểm yếu và điểm mạnh của vị tướng này.
Nhưng mà mình khẳng định với các bạn luôn, đây sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt Liên Quân phiên bản máy chủ mặt trời nhá. Có nghĩa là phiên bản chính thức ấy. Chúng ta trước đó là có xuất hiện ra một cái con gọi là vị tướng nàng tiên cá, có bộ kỹ năng té nước chẳng hạn, hoặc là vị tướng cầm gậy có bộ kỹ năng nhảy qua tường chẳng hạn. Thì hai vị tướng đấy hiện tại thì chưa xuất hiện ở Liên Quân được các bạn. Trước đó là mình có mod và mình có gọi là thấy file ẩn và mình có làm clip đấu luyện về tướng đó ở bên Liên Quân rồi, phiên bản thử nghiệm rồi. Nhưng mà trong một khoảng thời gian thì hiện tại Liên Quân lại chưa ra mắt hai vị tướng đấy nữa, mà bây giờ lại cho ra mắt vị tướng trả lại lốt, gọi là được ra mắt trước so với hai vị tướng kia. Thế nên các bạn đang mong chờ cái vị tướng mà cầm gậy, gọi là múa ấy, múa gậy múa được qua tường, và một vị tướng nàng tiên cá mà té nước ấy, thì các bạn sẽ cần phải chờ đợi một khoảng thời gian nữa nha. Còn theo như mình tìm hiểu, vị tướng chẳng là nốt sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt Liên Quân, vậy nên mình cũng muốn review cận cảnh cho tất cả các bạn, cứ xông vào thôi. Khi mà chơi vị tướng chẳng là lốt này, mình cũng không cần phải biến về nhiều đâu nhé. Bởi vì khi mà mình ít máu, mình sẽ sử dụng chiêu 2 vào mục tiêu, lập tức là mình sẽ được hồi máu rồi mà. Ô, thanh niên kia vẫn đuổi mình à? Mình cấp độ 13 bạn ơi, bạn cấp độ 11, quay lại thịt luôn, hổ báo cáo trồn, có mạng liền, trời đất ơi. Trông thế thôi, mình kích quạt chiêu 2 là mình cũng được chém ra rất nhiều phát chém. Ngoài ra kích quạt chiêu cuối là chúng ta gọi là đâm phát, gọi là chém 7 phát chém. Đấy, chém rất nhanh, chém thành tạo hình thành một cái ngôi sao cho mọi người. Mình sợ là mình làm cái clip là từ game Vương Giả Vinh Diệu là các bạn không xem mấy. Nhưng mà thôi, dù sao thì nhiệm vụ của mình vẫn muốn review chi tiết nhất có thể. Bởi vì nhiều khi các bạn chỉ có xem mình trải nghiệm vị tướng này ở tựa game Liên Quân phiên bản thử nghiệm, mà các bạn chưa hình dung ra sức mạnh và bộ kỹ năng của vị tướng này ở bản gốc ra sao. Thì bản gốc nó như thế này nhá, bản gốc nó như thế này. Các bạn cũng cần phải xác định đi, sau này và khoảng thời gian gọi là tương lai, kiểu gì Liên Quân cũng sẽ nhập về rất nhiều trang phục và tướng ở tựa game Vương Giả Vinh Diệu. Thế nên kể cả mình có sang bên này mình review gọi là thừa thãi đi chăng nữa thì nó cũng không thừa thãi vào tương lai đâu. Bây giờ các bạn có thể cảm thấy là thừa thãi, nhưng mà trong tương lai sẽ không thừa thãi đâu nha. Bởi vì kiểu gì thì kiểu Liên Quân cũng sẽ gia nhập, sẽ được nhận thêm rất nhiều trang phục và tướng ở bên tựa game Vương Giả Vinh Diệu. Bởi vì hiện tại thì các bạn thấy từ trước giờ Liên Quân đã xác nhận rất nhiều Minh này, rồi Erin này. Đấy, nhiều tướng tựa game Vương Giả Vinh Diệu hiện tại là được gia nhập Liên Quân lắm. Thế là mình review này không có thừa đâu các bạn. Trời ơi, sao cảm giác mình ăn mạng nó dễ quá các bạn ạ. Lao vào chém bừa thôi, có mạng đồng đội không kịp KS luôn. Mà mấy thanh niên kia đang chat cái gì, hình như đang khen mình đẹp trai hay sao, chat nhiều dã man, tập trung đánh đi. Tầm này cân cả thế giới này. Ui trời ơi, quá khỏe. Ui, bản gốc khỏe thật sự đấy mọi người. Ở phiên bản Liên Quân thì mình sẽ mất một khoảng thời gian đầu mình tập trung lại là farm, có đồ mình mới có thể ăn được mạng. Bây giờ thì các bạn thấy qua thời điểm 12 phút đồng hồ này. Ui rồi, rồi xong. Điều gì đến cũng phải đến thôi, đánh hổ báo quá mà. À, hôm trước thì có bạn hỏi mình ấy là cách tải tựa game Vương Giả Vinh Diệu kiểu gì, các bạn muốn chơi đúng không? Thì cách tải đơn giản lắm, các bạn chỉ cần lên Google các bạn ghi là tải Vương Giả Vinh Diệu. Đó là nó sẽ có link để các bạn có thể tải. Tải là một chuyện nhá, nhưng mà để mà chơi được, đăng nhập được vào mới là khó khăn các bạn ạ. Một trong hai yếu tố các bạn cần phải có đó chính là tài khoản QQ hoặc là tài khoản WeChat nha. Mà để mà lập được ra QQ và WeChat thì các bạn lập xong các bạn lại còn phải xác minh. Xác minh thì các bạn cần phải nhờ người ở bên nước bạn để xác minh cái tài khoản QQ hoặc WeChat của các bạn. Thì lúc đấy các bạn mới chơi được game Vương Giả Vinh Diệu. Nó nhiều yếu tố lắm các bạn. Ví dụ như Liên Quân chúng ta cần phải đăng nhập bằng Garena hoặc đăng nhập bằng Facebook các kiểu chẳng hạn. Thì bên nước bạn thì chúng ta cần phải đăng nhập bằng QQ hoặc là WeChat nha. Đấy, khó khăn là như vậy đấy các bạn. Đấy là lý do tại sao mình không làm clip hướng dẫn. Nó rất khó nha mọi người. Thú thật với mọi người là mình mỗi lần làm clip ở tựa game Vương Giả Vinh Diệu mình đều đi mượn nick ấy chứ. Nick này mình cũng đang mượn của bạn Thắng. Đấy, bạn ấy cho mình mượn. Vậy nên mình làm clip để review cho mọi người. Chứ còn mình cũng không có tài khoản QQ lẫn tài khoản WeChat đâu. Bởi vì là mình đang vướng mất là vấn đề xác minh. Ok, nào thịt luôn thanh niên này nhá. Có mạng hỗ trợ thôi. Ôi dồi ôi, đông quá. Đông như này mình không dám chơi, mình không dám liều luôn. Cái thanh niên này khổ báo vậy. Đỡ làm sao được, không dám lao vào khi mà có 3 thanh niên tiên địch. Mặc dù là mình khỏe tật ấy, 11 mạng nhưng mình chưa dám cân như thế. Có thể bắt lẻ từng người một là mình cân được nhá. Chứ còn bây giờ ví dụ như lao vào uýt một phát chơi phát 3-4 đứa thì không chịu nổi. Chưa dám. Để mà tiếp cận được giao tranh các bạn tung chiêu 1 cho mình.
Tung chưa một là các bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Các bạn nhìn thấy qua thôi đủ biết tăng tốc độ di chuyển. Những bước chân của vị tướng chả là lốt này đầu tiên nên là di chuyển cũng rất nhanh rồi, nhưng mà tung thêm chiêu một các bạn ấy chạy rất tít luôn. Chiêu một kiểu bước đi rất là nhanh nha. Nếu như mà sử dụng được chiêu một ấy, ối rồi hàng là đây chứ đâu, kiếm được một bé quá thơm. Cứ phải bắt được chủ lực tiên địch vừa xong. Cái thanh niên kia là bản gốc của Lavin ấy các bạn. Ngoại hình trang phục thì lại của Zone, nhưng mà bản gốc lại của Lavin. Đấy, thế mới ảo ma Canada chứ. Ảo thật đây. Trông thế thôi, dàn trụ tiên địch bây giờ còn một cái. Nhưng mà vấn đề chính là team mình vẫn chưa thể nào đẩy được nha mọi người. Các bạn thấy qua tốc độ hồi máu được quá kinh khủng luôn. Tốc độ hồi máu nó quá kinh khủng khi mà mình chọc chiêu 2 đấy các bạn. Ơ kìa, lại đánh nhau đứng giữa rồi kìa. Trời đất ơi, đánh nhau liên tục thôi. Mình là mình còn nửa cây máu nhá. Nhưng mà mình sẽ cần phải tận dụng cơ hội làm sao. Nhìn thấy thanh niên nào máu mỏng thì mình sẽ lao vào. Cứ máu mỏng là chủ lực rồi. Kìa kìa, hình như bản gốc của râu cơ thì phải. Bây giờ thử lao vào thịt luôn. Úi giời ơi, đi đâu nào, một bé cho ra đi luôn, một bé tiếp tục xin chiêu 2, chạy làm sao được. Bé thứ hai double kill quá đơn giản các bạn ạ. Kiếm phát được double kill luôn, nhưng bây giờ bản thân của mình còn hơn một cục máu thì mình về đây các bạn. Chứ ở lại bây giờ cũng không có quái rừng để mình farm luôn. Tốt nhất là về. 15 mạng rồi đấy. Thích nhất là có những cái vị tướng của kỹ năng qua được tường nhá. Nói thật với các bạn là mình rất thích các vị tướng kiểu có kỹ năng qua được tường. Cảm giác nó không bị tù ấy. Đặc biệt cái con tướng này chẳng hạn, cứ chiêu 2 là qua được tường. Và bây giờ thì mình là ăn được cái con khỉ đột thành công rồi này. Có được khỉ đột rồi. Đấy, chiêu 1 tầm sử dụng là cũng khá xa. Các bạn có thể sử dụng chiêu 1 này để có thể cấu rỉa cũng được nha. Chiêu 1 để cấu rỉa cũng được. Ngoài ra chiêu 1 là được tăng tốc độ di chuyển rồi. Combo vì thế này theo như mình tìm hiểu ấy thì là sẽ là tung chiêu 1 để được tăng tốc độ di chuyển, sau đó sử dụng chiêu 2 để tiếp cận đối phương. Đấy. Ngoài ra kích quạt chiêu 3 để có thể chém 7 nhát. Không chỉ thế, các bạn có thể dùng thêm những cái kỹ năng khác khi mà được cường hóa nha. Đó. Phải chơi vì tướng này nhiều thì mình mới thuộc được combo đấy mọi người. Lắm khi là kỹ năng nào sáng mình sử dụng đấy. Nhưng mà lưu ý là kỹ năng con này ví dụ như là khi mà áp sát tướng ấy, dồn đam được hiệu quả, đó chính là kiểu phong cách cận chiến chứ không phải cấu rỉa. Cấu rỉa bây giờ chỉ có mỗi chiêu 1 là sử dụng được từ xa thôi, còn chiêu 2, chiêu 3 chúng ta cần phải áp sát chúng ta dùng thì mới hiệu quả được. Nhà team mình bây giờ chỉ còn một mình Erin thủ nhà thôi, toang quá. À, từ từ có thanh niên. Ơ kìa, vãi, trưởng nó biết mình trong bụi luôn, tưởng nó đi qua mình còn thịt được. Thôi bây giờ mình biến về đây, chỉ còn một mình Erin, sợ là không thủ được nhà. Đấy, nhìn qua về cái avatar kia là đã đủ biết là quá quen thuộc. Đấy là Erin nha mọi người. Team mình có Erin đây này. Rồi, mục tiêu của mình sẽ là Lavin nha. Bản gốc Lavin. Giờ làm sao dí được nó còn chút máu mà thôi. Hay quá, bản gốc Lavin nằm xuống mất rồi. Ok, ok, kéo mình vào làm gì. Sổ sai lầm. Ây ơi, ui ôi, hên thế nhở. Còn đúng một máu. Đây là ăn ở tốt đi. Phát chết trong gang tấc, mình còn nhiễm độc đây này. Vẫn về được thành công. Vẫn về được thành công nha. Lúc đấy mình còn bị trừ máu đến từ nhiễm độc cơ. Thế mà bây giờ mình vẫn là sống được các bạn ạ. Wow. Hiện tại là tên địch mất 3 người rồi. Và đây sẽ là cơ hội để team mình có thể lật được kèo. Một trận đấu cảm xúc 20 phút đồng hồ đấy, chứ không hề đơn giản đâu các bạn. Team địch mất 4 người rồi. Và đây sẽ là dấu chấm hết dành cho team địch nhá. Đấy, chỉ cần một pha gọi là phản giao tranh thôi là có thể lật kèo được ngay. Chứ sợ đêm dài lắm mộng kiểu kéo dài trận đấu về lâu là tụi mình bị thua. Ok, kết thúc trận đấu được các bạn ơi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để theo dõi clip của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.